tiến hành thí nghiệm như sau. Nhúng đầu que đốt bằng platinum đã được rửa sạch bằng nước vào dung dịch lithium chloride nồng độ khoảng 25%, đưa lên ngọn lửa đèn khí. Nhúng đầu que đốt bằng platinum đã được rửa sạch bằng nước vào dung dịch sodium chloride nồng độ khoảng 25%, đưa lên ngọn lửa đèn khí. Nhúng đầu que đốt bằng platinum đã được rửa sạch bằng nước vào dung dịch potassium chloride nồng độ khoảng 25%, đưa lên ngọn lửa đèn khí. Nêu hiện tượng quan sát được,